Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Và tình hình là trứng rồng của mình ở phía trên đã ấp xong rồi nha. Trứng rồng S đó, đây nè. Tuyệt vời, tuyệt vời. Giờ thì nước nè, hơi ít ta. Trứng rồng Storm Trattest cũng vậy. Thôi để mình chăm thêm nước đi, để mình up nốt cái trứng rồng Sea Soccer ha. Tại vì trứng rồng Sea Soccer hiện tại vẫn chưa được up này. Rồi, giờ thì xuống dưới và cho hai em rồng này ra ngoài thôi. Đầu tiên là rồng S trước nha. Mình rất là háo hức luôn á. Đây là em rồng mình có được từ cái giếng S này. Rồi, cho ra rồng Frogan ha. Frogan. Đấy. Ta-da. Nhảy như con ếch luôn kìa. Nhưng mà có cánh nha. Đây thực sự là rồng lai ếch rồi. Rồi, lại đây nào em. Lại đây, nhảy lại đây. Em này là nhảy thôi chứ không có đi giống như những em rồng khác á. Cặp mắt nhìn to thật sự luôn. Rồi, tiếp theo là rồng Storm Trattest nè. Em này thì gặp cũng khá là nhiều rồi. Giờ thì mới có dịp up đấy. Ô, và màu là màu dạng thường thôi á. Phải chi được màu đỏ, dạng hiếm thì hay biết mấy. Nhưng mà không sao, có dạng thường cũng được. Giờ thì mình sẽ tiến hành cho ăn thôi. Đây, mình sẽ cho ăn đều ha. Mình sẽ trừ ra một ít nữa. Để một xíu có gì mình cho rồng rồng Sea Soccer ăn nữa chứ. Bữa nay mình tới 3 em rồng lận. Đây, Rogan ăn trước đi. Không biết Rogan cấp mấy mới cửa được ta. Để coi lên cấp 25 thì Rogan sẽ thay đổi như thế nào ha. Ấy, lên 25 thì hình như là cánh dài hơn thôi à. Còn mấy bộ phận khác thì mình thấy không có thay đổi gì hết á. Và em này vẫn còn rất là bé luôn. Vậy là chắc phải cho ăn thêm thật là nhiều rồi. Chắc cũng cỡ 40 ấy, mình đoán vậy. Thử nha. Thử lên 40 coi. Cửa được chưa? Ê, đúng rồi nè. 40 là cửa được rồi. Ui, cửa Frogan á. Mình chạy đúng nhanh luôn. Em này nhảy nhảy gì thôi mà đi nhanh quá trời này. Bay thì sao? Coi cái dáng bay em này này. Ui, cái cánh có chút xíu mà đập cũng nhanh lắm. Wow. Lượn thì cũng đẹp nè. Bay thì đập hơi bị nhanh luôn. Đấy. Được cái em này quẹo cua các thứ rất là mượt ha. Đúng là nhỏ cũng có cái tiện á. Đó, mình luồn lách các thứ dễ lắm luôn. Thích nha, thích nha. Rồi, xong lượt cửa Frogan rồi. Mà em này thì rất là khác so với những em rồng kia. Các bạn biết ở điểm nào không? Đó chính là Frogan không hề có đuôi luôn. Mấy em rồng khác thì bèo gì đuôi, một là đuôi ngắn, hai là đuôi dài, thật ra dài. Còn Frogan là không có đuôi luôn. Coi kìa, coi quả vòng ba kìa. Thôi nhìn vòng ba ẻm kỳ quá. Rồi, ok, giờ thì Frogan vô trong đi. Một xíu dẫn đi khám phá sao. Giờ thì tới lượt của Storm Trattest ha. Storm Trattest để coi cấp bao nhiêu sẽ cưỡi được đây. Ồ, em này còn nhỏ nhìn cũng đáng yêu quá nè. Lên 25. Lên 25 thì mọc thêm cánh thôi. Cánh này, em này là cánh đôi nha. Tương tự với rồng mình lúc trước mình cũng có một em cánh đôi nữa. Em ấy có tên là Storm Cutter ha. Storm Cutter cũng là cánh đôi. Em này cũng là cánh đôi luôn. Hình như những em rồng có chữ Storm ở phía đầu tên á thì đều có cánh đôi thì phải. Mình thấy thế. Rồi, ăn tiếp nè. Lên cấp 40 nha. Rồi, cưỡi được chưa? Cưỡi được rồi. Trời ơi, quả cánh đôi này đẹp thiệt sự luôn. Mình kiểu bị ấn tượng với những em rồng mà có cánh đôi ấy. Nhìn cứ thích kiểu gì á. Quá đã luôn. Nhưng mà tiếc là em này thì đòn tấn công chỉ có 4 đòn thôi à. Nên việc tấn công mà trong thời gian dài cũng không phải là thế mạnh ha. Chắc chủ yếu là cưỡi ẻm để đi khám phá thôi. Chứ tấn công thì hạn chế một xíu ha. Nhưng không sao, đẹp là được. Giờ thì lên đây và cho nốt rồng Sea Soccer ra ngoài nữa. Là chúng ta xong cái công việc ấp trứng rồi. Bữa nay có thêm 3 em rồng. Rất là đã ha. Đây, Sea Soccer. Ra ngoài đi. Em này là rồng hai đầu luôn ha. Wow. Lại đây, đừng đi đâu. Đừng đi đâu, lại đây cưng. Lại đây mới
anh mới cho ăn được chứ. Rồi, em này thì mình tìm được khá là tình cờ luôn á. Trong lúc mình đi săn cá mập thì mình vô tình phát hiện thôi. Đó, tính ra cũng có duyên lắm á. Để coi coi sea soccer có bay được trên trời hay không, hay là chỉ được bơi dưới nước ta. Tại vì mình thấy em này sống hoàn toàn dưới nước chứ chưa thấy em bay trên trời bao giờ hết. Kiểu sống đặc thù dưới nước luôn ấy. Rồi, thử nha. Chạy thì cũng tương đối nhanh. Rồi, xác định rồi, em này chỉ bơi được thôi, không có bay được. Rồi luôn, lâu lâu mình mới ra biển chứ không phải bữa nào cũng ra biển. Ở đây có cái hồ nè, chạy em xuống nước thử coi. Ồ, dưới nước, hay là tại chỗ này nước nông quá, em này bơi không được ta. Mình thấy nước nông em này bơi cũng khá là chậm ấy, chứ không có nhanh lắm đâu. Thôi xong rồi. Vậy là chắc sea soccer sẽ rất là hạn chế trong khâu được mình dẫn đi khám phá đây. Hiếm có cái vùng đất nào mà nước nhiều lắm. Cũng hơi tội cho em á. Thôi, em tạm thời sẽ được cất vô ọp đi. Có dịp thì mình sẽ đem em ra liền. Đâu cái ọp đâu rồi. Đây, cho vào trong. Rồi, cất luôn mấy em còn lại ha. Mới mốt á, mình có Rogan rồi thì mình có thể tiến hành lai tạo rồng Rogan với một loài rồng nữa, đó chính là rồng Ace ha. Nhưng mà tiếc thay là bây giờ mình vẫn chưa có rồng Ace cơ. Chỉ là chắc 11 đi khám phá. Hy vọng chúng ta sẽ gặp được trứng rồng Ace sớm sớm ha, để về còn lai tạo rồng Ace nữa. Rồng Ace thì mình có thể lai tạo với cả rồng rồng Berteris nữa cơ. Tính ra rồng Ace cũng có nhiều sự kết hợp lắm á. Được, đó là chuyện của sắp tới. Còn bây giờ thì tiến hành đi học phép thôi. Bữa nay là hơi bị nhiều phép để học đó nha. Toàn là phép master thôi, nên chắc là nó sẽ phục vụ được rất là nhiều trong cái công cuộc khám phá của mình đây. Rồi, giờ thì ép vô găng tay nào. Bữa nay mình sẽ đổi dụng cụ test phép á. Mình sẽ test trên găng tay. Lâu lâu phải đem găng tay ra học phép chứ. Có găng tay xịn mà, phải test chứ. Rồi, giờ thì trở lại cái nơi quen thuộc của mình. Đó chính là cái khu vực bên này. Hôm rày mình test ở bên này á, cảm giác nó hơn hẳn luôn. Chứ test gần nhà nhỡ mà có vụ nổ hay là cháy các thứ là nguy hiểm lắm. Nhưng mà cũng phải né né mấy cái con rồng như là Red Dead, rồi rồng vua các thứ ra nha. Test gần mấy con đó cũng hay bị văng game nữa. Rồi giờ thì chắc test được rồi đó. Ủa gì đây? Phép đầu tiên của mình tên là Fire and Swarm. Mình sẽ tạo ra một cái núi lửa và nó sẽ đẻ ra những cái con kiến lửa ha. Uầy, đây giống như là cái dạng nâng cấp của phép triệu hồi kiến lửa vậy á. Ghê ghê, để mình thử kêu một cái núi lửa ra coi. Rồi, kiến lửa xuất hiện đi. Có cắn con ma này không? Đó, cắn con ma kìa. Con ma nè. Wow. Kiến lửa cũng mạnh lắm đó nha. Lấy số đông ăn hiếp bọn chúng liền. Hợp lý, một phép triệu hồi. Rồi, tiếp theo. Phép tiếp theo có tên là Greater Magic Missile. Cái phép này là cái phép tập sự mà lúc mình mới có được cây gậy phép thuật á, mình học được nè. Nhưng mà đây là dạng nâng cấp của nó thôi. Mạnh lắm. Nhưng mà phép này khá là dễ bị khắc chế bởi mấy thanh niên có khiên nha. Nè, thanh niên này có khiên đỡ được này. Ghê vậy. Mình sẽ lọn ra sau lưng. Chết rồi, thanh niên này có cái khiên đỡ được hết trơn phép mình rồi. Ghê thế. Khá là khó chịu đây. Vậy là phép này mạnh thì có mạnh, nhưng mà sẽ rất là dễ bị khắc chế ha. Rồi, một phép tấn công nữa. Sau này toàn phép tấn công không ta? Rồi, tới phép gì đây? Cái gì mà... cái phép gì mà là... Bắn ra băng dữ vậy? Mình thấy là nó tạo ra một cái vùng băng rất là rộng lớn và tấn công được xung quanh luôn. Ôi giờ con xương này nó lụm cái mặt nạ của bộ tộc OT này. Ôi con xương này mới gia nhập bộ tộc OT sao nè. Láo tét thiệt.
bắt chước hả? Bắt chước bộ tộc cái gì? Này thì bắt chước bộ tộc OT nè. Tên niên xương mà đặt vô bộ tộc chơi nữa. Rồi, để mình test lại cái phép nãy coi. Gì đâu mà tạo ra băng ghê vậy? Đó 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 đó. Ui, mảnh băng rơi tùm lum luôn. Cô cơ, một cái vùng bự lắm. Nhưng mà sát thương của phép này thì nó không có nhiều ha. Mình thấy nó chỉ làm chậm mấy con quái là chính thôi. Nè, mấy con tít ngoài này còn bị nữa. Nhưng mà sao mình học không được á? Ui da, 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 da. Mình test mấy lần rồi đó mà chưa được á. Ngộ nhờ. Được đi. Vẫn không được. Thôi test phép khác nè. Chứ phép đó test 3-4 lần mà vẫn chưa biết được tên phép nữa. Ui phép này dẫn sức lâu vậy. Bữa nay toàn là những phép mà dẫn sức lâu lâu mà. Đây mình sẽ test lại thêm một lần nữa. Trời ơi, dẫn sức lẹ đi. Rồi được rồi. Phép này có tên là Thunder Rain. Ôi nó tấn công bằng đòn sấm sét một lần vậy thôi hả? Ok. Lạ vậy. Kỳ vậy ta. Gì đâu mà tấn công có một đòn thôi à, mà dẫn sức cả buổi trời. Chịu nổi không? Ôi dồi ôi dồi. Bữa nay test phép bất ổn rồi. Quá trời quái rồi. Có vẻ hôm nay là một đêm trăng máu ấy. Nên quái đông lắm luôn. Trời ơi cái phép này nó hồi chiêu chắc cũng 1 phút 2 phút ấy. Không đùa đâu. Đúng lâu luôn. Rồi mình còn một phép cuối cùng nữa nè. Test cho xong luôn coi. Trời ơi, con rồng Red Dead kế bên nữa. Nguy hiểm vậy. Ồ. Oh. Nó cái gì đây? Mình test phép nó để cái dòng chữ vậy. Not enough free space for Ice Tower. À không đủ diện tích à. Lại nào. Cái gì đây? Oh no no. Ui sao tạo ra. Ui cái phép này gián tiếp tạo ra một cái golem bằng bắn nè. Hình như cái phép mình chuẩn bị học được có tên là tòa tháp băng thì phải. Đâu đâu đâu, để mình kiếm chỗ trống thôi. Nó cứ bảo là không đủ diện tích để mình tạo ra tòa tháp băng cơ. Mình học được rồi nè. Chính xác đây là phép Ice Tower, tòa tháp băng. Uầy. Ôi vậy thôi hả? Ok. Sao giống cái nhà của mấy vị pháp sư mà bán đồ vậy? Cửa bằng băng luôn này. Cái phép tạo ra cái tòa tháp băng này. Trời đất ơi. Vậy thôi á. Rồi luôn, bữa nay test phép nó hơi bất ổn một xíu ha. Có phép thì hữu dụng, có phép thì dùng một lần hồi đâu cả mấy phút á. Ồ có sách phép. Được á. Rồi, nãy giờ thì mình cũng lượm thêm được vài quyển sách phép nhưng mà nó bị trùng hết rồi. Chắc giờ mình sẽ về nhà để tranh thủ sắp xếp mấy cái phép này vô những cái gậy hợp lý ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ lên đường khám phá thôi. Nhưng mà mình vẫn còn cay là cái phép hồi nãy là phép gì ta? Mình học mấy lần mà nó không có ra. Đâu rồi? Sách học phép đâu rồi? Cuốn sách đó đâu? Đây, sách master luôn. Học ở Fimbu Winter. 70 mana trên 1 giây. Oh no. Đây là phép Fimbu. Fimbu Winter ha. Mình sẽ kiểu làm những cái địch xung quanh mình bị đóng băng khá là dữ á. Đó. Coi kìa. Đóng băng quá trời đất luôn kìa. Ui nhưng mà nó hơi tốn mana xíu thôi. Cơ. Wow. Băng nó rơi như vậy thì mà bảo sao không đóng băng. Nhưng mà lâu lâu mình cũng bị dính sát thương nha. Nên phép này vừa có lợi và vừa có hại đấy. Mình dùng một xíu thôi mà hết muốn hết mana rồi. Nạp mana, nạp mana. Ít ra bữa nay cũng có thêm một phép tấn công diện rộng khá là dữ ha. Được đấy. Rồi,
Giờ thì chắc mình sẽ đánh một giấc rồi sau đó lên đường cho chuyến khám phá ngày hôm nay thôi. Cưỡi mấy em rồng bự thì ngầu, có ngầu thiệt đó, nhưng mà sẽ không có được cái cảm giác lạng lách đánh võng như mấy em cộng nhỏ nhỏ này đâu. Úi trời, quá dữ luôn. Ôi, ở đây nó có một cái kim tự tháp à, đúng không cả? Kim tự tháp gì mà không có đường vào hết trơn vậy? Giấu đường vô đúng không? À đúng luôn, giấu đường vô. Chơi mà chơi giấu, chơi mà chơi giấu hả? Đi. À nó giấu tiếp dưới này lần nè. Thì ra là giấu tiếp dưới này. Rồi dưới này giấu cái gì? Khai mau. À giấu cái rương. Apprentice. Sách apprentice luôn. Uầy. Hết rồi. Thử đi xuống dưới nữa. Dưới này nó có một cái mặt Reaper. Uầy, còn có kim cương nữa. Ghê ơi. Còn gì khác không? Hết rồi à? À nó có cái rương dưới này này. Wow. Một cái rương vàng, một cây cúp gia tài một và sửa chữa cấp độ 3 luôn. Hai cây Iran. Wow. Còn có kim cương nữa, nhưng mà có nên qua đó tham lam viên kim cương đó không ta? Chắc có đó. Đi, tham lam viên kim cương này luôn. Chắc không sao đâu. Đấy. Được liền. Rồi, đu dây qua. Vậy là ở dưới tầng hầm nó chỉ có duy nhất một cái viên kim cương đó thôi à. Trong này thì còn hai cái rương nữa. My Trick Snowball. Một cái ổn pháp sư. Một quyển sách. Hết rồi. Trời ơi. Đồ trong đây nó hơi bèo nha. Mình quánh giá là đồ trong đây hơi bèo đấy. Thôi đi lên. Được đúng một quyển sách apprentice thôi. Còn nhiều đồ, mấy cái đồ kia thì ở mức bình thường ha. Tự nhiên đây nó có. Oh man. Đây nó có một cái cánh cửa dẫn tới cái dungeon bóng tối. Vậy là sắp tới chúng ta có thể khám phá thêm một cái dungeon nữa rồi. Sắp sửa có cơ hội có thêm trứng rồng mới rồi. Không biết là trong cái dungeon này sẽ cho mình trứng rồng gì ha. Ui, tò mò ghê luôn. Đánh dấu liền chỗ này lại mới được. Có lý. Rồi, giờ thì kêu Rogan trở lại nè. Trời, hồi nãy giờ em này mất máu nhiều thế. Mình không nói với các bạn là nãy giờ mình hết ga hết số đâu. Mình cưỡi Rogan á. Mình bay với tốc độ 200 cây chuối trên giờ. Nhanh quá, đụng vô mấy cái cây quá trời ơi. Nên thành tử ra Rogan hơi mất máu một xíu ha. Giờ để mình bớt lại. Mình chạy 300 cây chuối trên giờ luôn. Đằng kia có con rồng hoang dã. Nãy giờ bay cũng mệt à. Cho rồng Rogan nghỉ ngơi đi ha. Ngồi yên chỗ cà khịa thử ơi. Nó thấy mình luôn sao vậy? Ôi, bình tĩnh nào. Nó phun cái gì ta? Nó phun lửa ở đâu ơi? Bình tĩnh nha cưng. Anh cho anh test sức mạnh rồng của anh coi. Rồi, mình sẽ tranh thủ kêu rồng mình cà khịa nó. Hãy cấu rỉa máu trước khi mình bay qua đó khô máu với nó ha. Rồi. Tấn công xa như vậy thì nó sẽ không biết và lại để ăn thịt rồng ếch của mình đâu. Ui, giơ cánh hả? Giơ cánh lên nè. Nãy giờ tấn công cũng 7-8 hết rồi. Ui, nó bay rồi. Ui, nó bay hết á. Rồi mình sẽ để rồng một bên cái đó. Rồng Rogan rất là ít máu luôn. Chỉ có đúng 10 trái tim thôi à. Nên không thể Rogan cận chiến được. Mình sẽ qua đó để tự xử con rồng đó ha. Rồi. Đầu tiên quýnh với gồng lửa là chắc chắn phải có kháng lửa rồi đó. Xong phiên. Kháng lửa rồi. Giờ thì mình sẽ sử dụng cái phép thuật băng mình mới học được hồi nãy ha. Rồi. Đóng băng nó thử coi. Băng rơi nè. Băng rơi lỗ đầu ngươi luôn. Đấy. Ui Rogan đi đâu vậy? Đừng rồng mét ơi. Rồi luôn em ơi là em.
Mình đã né ra rồi mà em vẫn đi theo mình à. Thiệt tình. Rồi cố lên. Liệu rằng phép thuật băng này có thể kết thúc được con rồng này hay không? Cố lên nào. Mình đứng yên một chỗ mình dẫn sức thôi. Chết luôn. Được đấy. Nhưng mà đánh đổi lại rồng mình đã đi rồi. Trời ơi mà dính phép thuật của mình mới cay chứ. Bởi vậy đôi lúc rồng cũng không có nghe lời mình thấy không. Nên mấy trường hợp đó rất là khó xử luôn. Thôi chịu khó xíu hồi sinh chứ biết sao giờ. Rồi và sau khi test cái phép thuật băng vừa nãy thì mình thấy nó cũng khá là mạnh đó nha. Thứ nhất là nó sẽ làm chậm cái địch, không thể dễ dàng áp sát được đâu. Thứ hai là nó cũng gây được một lượng lớn sát thương ấy. Nên mình đánh giá cái phép phim Bu Winter này cũng khá là ok đấy. Rồi Rogan của mình thì đã ngất xỉu rồi. Nên mình... Ui có biển nè. Hay là mình kêu Sea Soccer ra nha. Hợp lý. Em này bơi sao ta? Mình không biết cửa em này. À đây rồi. Bắt đầu quen rồi nè. Ui. Ok, lên đây em. Ui, sao bỏ anh? Cá mập cắn anh sao? Lên đây. Trời ơi, Sea Soccer. Thả mình ngay chỗ con cá mập ạ. Ác với anh vậy. Này, cá mập. Cá mập lại đây. Tao có phép thuật ấy. Lại đây. Người lại đây. Lại đây. Bắn nó luôn nè. Ui. Khó bắn thế. Rồi. Này thì cá mập. Sea Soccer nhớ nha. Bỏ anh gì đó. Gì đâu mới đi chút xíu bỏ anh vậy. Nào đừng bỏ nào. Sea Soccer bị làm sao rồi. Không cho mình cưỡi luôn. Rồi luôn. Buồn thiệt chứ. Con mỗi em gồng biết bơi nhanh. Đó bơi bình thường đúng nhanh luôn. Mà mình leo lên thì không cho mình cưỡi. Cay thế nhờ. Không cho thì thôi. Anh cưỡi Storm tra tết. Đi. Cậy. Giỏi luôn. Giận rồi. Ý. Đằng này nó có con thuyền. Giống thuyền Viking vậy. Ủa. Cái thuyền này. Nhìn nó bị lạ nha. Mình leo lên thuyền coi thử coi. Cái thuyền này giống thuyền của người Viking ghê ấy. Được ấy. Đây là chỗ của pháp sư hả? Đưa lên trển coi thử. Coi coi bán đồ gì nè. Bán Iceland. Ôi cái phép này hình như mình chưa học hay sao ấy. Wow. Học không nhờ? Mua học không nhờ? Có phép mới nè. Ừ mua học luôn đi. Cũng rẻ mà. Mua luôn. Iceland. Rồi. Cho vô. Mình sẽ ép vô. Đây. Iceland ha. Thay thế cho phép tòa tháp băng đi. Tại vì tòa tháp băng mình thấy. Ủa đâu rồi? Ờ được rồi nè. Tòa tháp băng mình thấy nó không có hiệu quả trong lúc mà mình đi chiến đấu cũng như là khám phá cho lắm. Nên thôi. Thay thế luôn. Rồi Iceland thử. Ủa? Là sao? Vậy thôi hả? Mình thấy Iceland nó cũng giống Isaac mà ta. Nó còn yếu hơn cả Isaac cơ. Này. Bắn phù thủy cả buổi trời không giết được nè. Well. Mình lại gặp thêm một cái chỗ thuyền của băng hải tặc cá mập đầu búa rồi. Lần này thì mình sẽ nhờ Storm Tratus tấn công ha. Tấn công để lấy lợi thế trước rồi đã. Ôi nhưng mà Storm tra tết không quan sát nổi một con cá mập đầu búa rồi. Thôi không sao, đáp trên cái bờm đi. Mình sẽ tự xử cũng được. Rồi. Bắt đầu trận chiến nào. Vô. Get go. Chích điện nè. Đấy, cái phép chích điện này bữa nay dùng thấy khá là khỏe luôn. Chain Lightning ha. Cái này ngoài chích điện cái địch ra thì cơ thể mình cũng được bao bọc bằng một lớp điện á. Nên có thể phòng thủ được luôn. Vừa công vừa thủ. Quá là đã. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu đột nhập vô cái con thuyền này. Để chúng ta giải cứu những con vẹt bị bắt nhốt á. Đây. Vẹt bị bắt nhốt đâu rồi. Ủa?
Thường thường ở đây sẽ có vẹt bị bắt nhốt mà ta. Ồ, vậy là con thuyền này không có bị, không có vẹt bị bắt nhốt rồi. Không sao, nhưng mà nó cũng có trứng rồng đấy. Để mình đi xuống dưới mình kiếm trứng rồng. Đây, con này canh giữ trứng hả? Canh giữ trứng cái gì? Đưa cái trứng đây. Xin nhé, xin cái trứng nhé. Rồi, không biết mấy cái đồng tiền cướp biển này dùng để làm gì ta. Mình tò mò ghê luôn á. Ủa, không biết dùng để làm gì nữa. Thôi kệ, giữ trước đi. Mai mốt gặp cái người nào mà có thể giao dịch bằng đồng tiền đó thì mình sẽ dùng sao ha. Còn giờ thì cùng gồng đi tiếp thôi nào. Get go. Thiệt tình luôn. Đang bay mà cũng bị dụ, bị mê hoặc xuống đây nữa. Mụ tiên cá giá mạo không kiếp. Này thì mụ tiên cá giá mạo hả? Đâu rồi? Cú hút sấm sét. Thiệt tình. Đang bay cũng bị quấy gầy nữa. Khổ ghê. Rồi lại đây cho anh gửi cái nào. Không biết có cách cách nào để miễn nhiễm với cái vụ mê hoặc này không nữa. Chứ đang bay bị mê hoặc rớt nại luôn mà. Hên là dưới này là nước đó nha. Không mà đó rớt chắc mắt cũng cả đống máu đấy. Uầy. Bữa nay cứ như mình, mình có duyên với cái dungeon bóng tối hay sao ấy. Đây là cái dungeon bóng tối thứ hai mà mình gặp được trong chuyến đi rồi. Ồ, hẹn một ngày không xa mình sẽ vô đây để khám phá nha. Không biết trong đó sẽ có thứ gì chờ đợi mình nữa. Rồng Ace, rồng Ace nè. Ui, em này cấp bao nhiêu vậy? Cấp 90 à. Ồ, cấp 90 thì chưa phải cấp một. Em mà kiểu như là từ tổ rồng bay ra rồi. Thường thường thì rồng cấp 100 ấy là rồng đã kiểu như là có tổ rồi các thứ á. Nên mình có thể men theo đó và tìm tổ rồng được. Ui, lần này rập được rồng ấy rồi đó. Có điềm ơi. Cố lên đi thêm một đoạn coi biết đâu gặp được luôn cả tổ rồng Ace thì sao. Không có rồng Night Fury thì cho gặp rồng Ace cũng được. A few moments later. Ừ? Đây là... Khoan. Đây giống tổ rồng lắm. Phải không vậy? Nhìn giống Miran tổ rồng luôn á. Nhưng thật ra nó không phải tổ rồng đâu. Chạy. Con rồng kế bên. Ui. Mừng hộp rồi. Nhìn cái gò đó mình tưởng cái tổ rồng luôn á. Kỳ vậy trời. Vô lý ngay luôn. Mỗi bữa mình đi xíu là mình gặp tổ rồng à. Hôm nay đi không gặp cái tổ rồng nào luôn ấy. Cái này cũng giống tổ rồng nè. Và nó cũng không phải là tổ rồng. Bữa nay mình bị làm sao rồi? Lời nguyền không có trứng rồng mới rồi. Ồ. Gì thì buồn lắm. Kiểu như mình đi khám phá rồng rã cả ngày ấy mà không có trứng rồng mang về ấp ấy, cũng thấy thiếu thiếu. Sách phép thì không có tìm thêm được rồi, mà còn không tìm được thêm trứng rồng nữa. Ừ, dần may thôi. Nhiều lúc mình không có may mắn trong việc tìm trứng rồng. Vô mấy cái công trình các thứ mình có thể tìm được sách master thì sao? Cũng có thể. Mất cái này thì được cái kia. Rồi vô luôn. Ở đây thì giải đố trước nè. Ủa, giải đố bên đây. Được chưa? Chưa được. Gạt cái này xuống. Ồ, sắp được rồi. Gạt cái này lên. Đó. Và ồ, một cái đồ nâng cấp thôi. Cũng tạm. Rồi, còn bên đây thì sao? Bên đây thường cũng sẽ còn một cái rương á. Ui, né bẫy. Rương này thì có táo thôi. Ui. Giận xui. Tôi xong rồi, chiếc này mất hết rồi. Vừa không có trứng rồng mà vừa không có sách phép mới luôn. Toan rồi. Thử thách 6 ngày 6 đêm. Không lụm thêm trứng rồng mới. Gặp cũng không lụm. Get go. Đi thôi. Còn gì để mất đâu. Thiệt luôn ơi. Bữa nay thất bát thiệt sự. Đi khám phá vừa không có sách mới, đã vậy còn không có thêm trứng rồng mới nữa. Có vẻ nay là một ngày không được may mắn cho mình trong việc đi khám phá ha. Nhưng mà không có sao. Dù sao thì mình cũng đã có được em rồng Rogan rồi.
Ôi nhưng mà tiếc là em này bị thương trong chuyến đi à. Để bây giờ mình sẽ kêu những em rồng bị thương ra ngoài á, để ít ra cho mấy em hồi phục các thứ nữa. Khổ ghê, Rogan nè. Rồng Macaron nữa, đây. Cho mấy em ra, để còn hồi phục máu lại. Đó, mấy em này đã hồi phục lại rồi nè. Vậy là có thể tiếp tục lên đường rồi. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, không để em bay 200 cây chuối trên giờ nữa đâu. Nếu mà mình may mắn có được rồng Ice trong thời gian sắp tới thì rồng Rogan còn có thể giúp mình tạo ra một em rồng mới kết hợp giữa hai loài rồng với nhau, rất là đã. Hy vọng mình sẽ sớm làm được điều đó. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Tuy không may mắn nhưng mà những chuyến khám phá sau mình sẽ cố gắng để chúng ta tìm kiếm được những thứ mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.